Mình chào cả nhà nhá, lại tiếp tục sửa bếp từ. Buổi sáng nay mình sẽ cố gắng sửa ba cái bếp media này. Thực ra là từ sáng giờ thay trục bạc cho hai người trong làng rồi. Một con Vilowin, một con này chả biết thương hiệu gì. Thì ba con này thì của một cái anh ấy đem rất nhiều đồ đến sửa, mình sửa sắp hết rồi. Còn ba cái bếp này nữa thì mình sửa lốt để cuối tháng, chắc là 30 tháng 4 đấy. Anh đến anh lấy. Bưu điện vừa vẫn lên điện đấy nhá. Hy vọng là nó nhờ những cái ban ngon ăn các bạn ạ, cho đỡ đau đầu. Trên kênh này của mình thì mình đã chia sẻ tất tần tật các thể loại ban bếp từ đơn rồi, nên bạn nào mà theo dõi từ ngày xưa đến giờ thì sẽ nắm bắt được rất nhiều ban. Nên bây giờ mình chỉ làm lại kênh video, mình làm thực tế và mình quay lại thôi. On này, có phát sung ok nhá, cắm trực tiếp xem nó có ăn dòng không. Có bắt dòng bình thường nhưng mà nó ngắt. Bàn đặc trưng của thằng media nhá, ăn đến 6A sẽ ngắt. Thì bạn nào đã từng xem video của mình sẽ biết ở vùng nào rồi. Với con media cổ này thì đa số là đường cảm biến dòng, đường cảm biến dòng chứ không phải là đường bảo vệ quá dòng. Cụ thể là nó dòng chảy ra từ E sang C của con IGBT. Và khi đã dòng chảy từ C sang E của con IGBT. Và khi đã về chân E rồi thì nó chưa về được cầu âm của diode luôn, mà nó sẽ đi qua một con R-Sun. Và điện áp rơi trên con R-Sun đấy nó sẽ phản hồi qua VR và đi ngược lại MSU, để MSU sẽ nhận diện được là dòng ăn là như thế nào, gọi là cảm biến mà. Điện áp về cao thì nó biết được dòng ăn cao, còn điện áp về thấp thì nó biết dòng ăn thấp. Và khi mà bị mất cái đường này thì nó sẽ sinh ra phát xung, sau đó là nó thấy không có dòng phản hồi về, nó sẽ ngắt lại và nó lại phát lại, nên nó sẽ thành chạy ngắt như vậy. Thì một số đời thì mua media bị như này nữa thì là do mất xung ACDS, có thể là lấy đường điện áp, lấy mẫu điện áp đổ vào, nhất là điểm 0 ấy, điểm 0 ấy, thì nó cũng chạy như vậy các bạn nhé. Nên cái ban này thì mình đã chia sẻ rồi, tạm thời dừng video và cho mọi người kết quả thôi. Nói là dừng video nhưng mà cũng cho chúng ta tham khảo. Đấy. Còn VR tăng lên 4,3 mê thì tức là nó đã chết ngắt, do đó mất xung, mất tín hiệu đưa về đấy, như mình nói phân tích nhá. Nhưng mà để mà xử lý nó thì do đồ người ta dùng lâu năm rồi, những cái chỗ như này này chúng ta cần cũng phải xử lý luôn, không thì ba bữa nó lại gây bệnh khác các bạn nhé. Báo này là nó những cái bếp từ họ dùng nhiều rồi, thì dù chúng ta là sửa cái ban đang gặp, nhưng mà những cái ban nào như này sắp gặp vậy thì chúng ta cũng phải xử lý luôn cho người ta các bạn nhé. Đây này, hai con điện trời này chỉ mất sự chả đo được chỉ số nữa này, 4,8 này chỉ biết có đúng không. Báo này là cần phải thay hai con này nữa, nó mất hết dấu trên rồi. Thì các bạn hỏi mình bảo là mình chỉ số của nó là bao nhiêu thì mình chả biết, nhưng mà mình sẽ lấy một cái bo media khác mình soi mình xem các bạn ạ. Nhiều khi phải thế các bạn nhé, để xem nó là bao nhiêu để thay. Con 4,8 chính là con 5101, tức là 5,1K còn đo được, con 1K thì chả đo được luôn. Con 1K thì liên quan đến đường cảm biến nhiệt ở IGBT, còn con 5,1 này thì đường cảm biến nhiệt giữa mâm. Không xử lý cái cụ này thì lại chạy một tí, có khi nó mất xung hoặc là báo lỗi các bạn ạ. Còn đâu ban bệnh của nó thì VR thay luôn bằng con 220 ohm, như vậy là đang chỉnh ở giữa. Tiền mua một con VR này bằng mua được 50 con này các bạn ạ. Hình như không phải đâu, mình mua set 50 con kia thì hình như là 2000, còn đâu con VR kia hình như là 1k5. Không nhớ nữa, nhưng mà nó quá rẻ, mua con VR thì nó đắt các bạn ạ. Mà mặc dù là nó lại chỉnh ở giữa thôi, chứ chả chỉnh ở giữa ria gì cả, nên thôi cho nó một phát là ok luôn. Mọi người bảo biết là đây, tháo con bếp khác ra để xem chứ chả tìm được cái bo nào nữa. Bây giờ bo toàn bo khác, không có cái bo media này, bo media nó rơi đâu hết ấy. Đây là chúng ta sẽ nhìn nó này. Tức là 1101 nhá. Và 5101 đấy. Hai con kia mình tháo bo xác thôi, nên nó không, nó là 102 các bạn ạ. Thôi lắp được con này để test thử.
camera khi ghim điện là quạt không chạy ngắt. Có ấy thì nó mới chạy. Đấy, 8A. Ok đấy các bạn. Kiểm tra phím luôn, lỗi thay luôn cho người ta. Tóm lại là một cái ban mà rất là hay gặp luôn. Ngoài việc hỏng công suất ra thì ban này quá là hay gặp. Và tất nhiên là chi phí sửa sẽ rẻ hơn hỏng công suất. Còn cái con này thì mình chưa biết là gì, mình vừa mới tháo ra mình xem chỉ số linh kiện của cái cụm kia thôi. Cái con vừa lắp kia, còn mình lắp xong, lắp hết lại rồi. Cắm điện này nó báo e e. Hóa ra quên lắp cái ấy này này. Quên lắp cái cảm biến nhiệt này này. Ở giữa mâm ấy, thì nó báo e e các bạn ạ. Con này thì lại không có VR à? Cái con này lại không có VR á. À? Thế con này VR nó đi đâu? Ôi giời, VR nó cụt xử mất rồi các bạn ạ. Đây này các bạn này. Con này không có VR thì chắc ban bệnh giống hệt con kia. Nhá mọi người nhá. Chân VR thì vẫn lù lù đây này. Nhưng mà VR chắc là vệ sinh nó bay đi mất rồi. Mình thấy là bác này vệ sinh hay sao, hay là ai vệ sinh rất là sạch luôn nhá. Ba con này này. Ốc tháo ra rất là nỏng. Nhưng ốc lắp thì không phải là ốc của nó nữa. Ốc lắp của ốc của cái ốc gì ấy, nó rất là chặt. Tức là cái tiết diện ốc nó to. Chứ nó không bé như cái con zin bản của cái thằng Media này. Nên do đó mà lắp nó chặt lắm. Đã làm con 220k và hàn lại rửa xăng. Quên mất cái 220k. Mình sửa ba con này mà ok thì mình sẽ sửa một con Kangaroo nữa. Thấy bảo cái bác khách này bảo là đem đi thợ chạy được vài hôm thì lại chết. Đấy, để xem đi ra bên thợ sửa được vài hôm chết, kể cả cái bếp Roy Mixer kia cũng thế. À không phải, bếp Roy Mixer thì ngày xưa mình từng sửa. Con bếp bị vỡ kính, bếp đôi. Mình sửa lâu cũng lâu hết rồi, đến lúc nào mình lại làm video cho mọi người tham khảo là bếp ngày xưa mình sửa không nó bị hỏng lại. Thế bếp ngày xưa mình sửa gì? Chắc là hỏng công suất hoặc hỏng gì đấy. R săn này này, hàng thật ngấu vào. Con này mất VR nha các bạn nhá, chắc là vệ sinh nên là chân nó dỉ nó cụt đi mất luôn. Thì kiểu gì cái này chạy ngắt. Như lúc đoạn đầu mình phân tích tình hình nhá. Phân tích ban bệnh. Thôi lắp luôn. Hết rồi, con kia chả thấy đâu. Tiện thế biết là họ dùng nhiều. Cho một ít dầu nhớt vào. Là con quạt nào mình sửa. Mình thấy để họ lâu lâu rồi mình làm như thế. Nhưng mà nếu mà bếp chỉ ăn lẩu không thì nó cũng lâu. Nhưng mà bếp nếu mà nấu ăn thường xuyên ấy, thì nhanh khô dầu lắm mọi người ạ. Bởi vì nó chạy nhiều. Đây, vừa sửa cái quạt cho một cái cửa hàng ở ngoài khu dốc, họ bán tạp hóa, bán đồ cho nông nghiệp. Năm ngoái mình thay chục bạc, năm nay lại chết lại. Và họ bảo là nhiều hôm đóng cửa hàng rồi quên trả tắt, nó vẫn chạy bên trong quán này. Tháo dài nó khô cứng rồi, khô dầu nó khô dã man luôn ấy. Như là không có dầu luôn mà nó chạy nhiều. Tụ nó giảm chỉ số nữa, nhưng mà quạt Vinowin nên nó không sao, nó không cháy quạt dây các bạn ạ. Thế này thay chục bạc này cho dầu ngập thật sâu tận nhiều để xem nó thọ được lâu không. Cửa hàng thì một ngày có thể chạy 24 chạy liên tục cả buổi.
Nói chung Meria nó chỉ có cái bệnh như thế là nhiều mà. Ok nhá, cũng 8A kìa. Này, mũi quá khó chịu. Tiếp theo con Meria cũng như thế, giống hệt con kia, nhưng con này dây dài hơn. Con này dây dài hơn hẳn nhá. Cũng đi qua bóng đèn thử. Cũng thế. Đây này, ba con đều chạy ngắt thì buồn cười. Nhiều khi nó thế thật đấy chứ. Con này chạy chim huynh quay không chín rồi. Quạt cứ nhá 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 theo tiếng tít tít. Đấy, quạt đã chạy. Y như nhau ba con. Các bạn ạ. Ba con đi nhau như con này, chúng ta thấy là con này con chip chạy con Huawei 09 ấy, thì khi bật này nó không ăn đến 67A nữa đâu, mà nó chỉ ăn đến tầm khoảng 3A là nó ngắt rồi nhá. Mọi người ạ, cũng là lỗi trên đường cảm biến dòng cũng như là trên đường ACS nó sẽ bị như thế. Còn chúng ta thấy cái con kia ấy, nó lên đến tận con đầu tiên ấy thì nó lên đến 6A đấy, còn con đời đầu tiên nữa ấy mên chéo chip nhôm chéo hoặc nhôm cũng như thế này ấy, thì là nó không lên đến, nó không phải lên đến 6A đâu mà lên đến tận 9A 10A rồi nó mới ngắt các bạn ạ. Phần mềm nó thay đổi liên tục mà nó ngắt sớm như này thì nó an toàn hơn. Con này này phải dán dán ấy rồi, dán kính rồi, kính bong rồi. Ôi rồi con này dây dài chẳng qua là họ thay dây các bạn ạ. Đây chúng ta nhìn này, họ thay dây nhá. Mình thấy dây nó dài dài hơn dây khác, cái khác. Ngày sản xuất này, 15 tháng mấy năm 2016 này các bạn, 2016. Mày đẹp ghê. Thôi cũng lại làm như con kia thôi, chả khác gì. Và con này chúng ta thấy là tháo được mâm từ ra này. Bọn kia thì nó tiết kiệm là nó hàn trực tiếp xuống dưới luôn để nó tiết kiệm được cái đầu cốt và con ốc các bạn ạ. Con này là chạy chip Huawei 09A nhé. Ôi giờ như vậy là cái con này lằng nhằng kinh các bạn ạ. Thôi cũng phục hồi thôi, chắc là bị nước vào vị trí này này, đứt mạch này này, nên ai đó câu, thợ nào đó câu các bạn ạ, câu dã man nhỉ, nhưng câu đúng là được các bạn nhé. Mình nắp con 220 ohm ở đây thì là coi như là bỏ được hai đoạn dây họ họ câu luôn. Chứ họ câu nó đứt này, 1 2 3 4 này, 5 6 họ câu mấy cái đường này đấy. Thì có hai đường nữa mình đã tháo bỏ rồi. Đó là từ điểm này đến cái điểm này. Sau từ điểm này đến điểm này thì chúng ta sẽ nhìn này. Từ cấu âm nhá. Con này nó chạy con Huawei 09A đến đời sau rồi nên anh Media anh đã cải tiến lại nhá. Là cái con R-Sun đã có cái dây di này này. Dây di hai bên này này. Dây di hai bên này này, mục đích là bám tốt hơn và không bị chảy đứt nữa, nên do đó hôm con này mình cũng chả thèm hàn nữa các bạn ạ. Đó lại là Huawei 09A đến đời này thì là nó đã chơi cái trò này thì là không bị chảy lên cái này nữa. Chảy này cũng gây chạy ngắt nhá các bạn nhá. Thì từ điện áp từ cầu âm này đi qua 1.4 dập xung nhiễu này, đi qua con 1K này. Sau đó là nó vòng đi qua VR501 đang chỉnh ở giữa, tức là 250 ohm. Vòng ngược trở lại tới vị trí này đó, thì khó khác gì mình câu một phát. Ở đây thực ra nhà sản xuất họ đã có một cái vị trí để lắp một con R, một con điện trở hay là một cái cầu di không ôm này ở đây rồi đấy các bạn ạ. Nên do đó là mình dùng chân cắm lên mình câu một phát từ đây sang đây, thế là bỏ luôn kia. Ok nha. Bắt nồi thì nó quạt nó mới chạy nhá. Con này ăn dòng yếu hơn nhá, chỉ có 7.4, 7.5A thôi. Con zin bản của nó chỉ đến thế thôi các bạn ạ, hoặc là cao hơn một chút thôi. Qua đây chúng ta sẽ thấy đời ngày xưa nó chạy khỏe hơn đời bây giờ nhá. Đời bây giờ là con IGBT chất lượng nó kém hơn rồi. Hiện nay sản xuất anh có tính giảm giá thành như thế nào ấy. Con này nó như thế đấy các bạn nhá. Chứ không phải là ăn dòng ít hơn đâu, bởi vì vẫn là 220 ohm như là con VR chỉnh mức giữa mà. Và con này thì phải dán lại kính nữa này.
kính nó đang bị nó bong ở chỗ này. À, nắp vào này thì nó không bong lắm đâu, vẫn nó bênh ra lắm à. Cho mày ít keo vào đây đi. Cho mày ít keo vào đây vậy. Keo 704 sắp hết nọ rồi các bạn ạ. Đấy, vẫn ra được một tí đấy. Bút điện đâu nhỉ? Cho mấy ít nó nhét vào đây đây, cho nó giữ lại đỡ bong ra các bạn ạ. Vừa nãy là nó chưa lắp vào thì nó ọp ẹp, cảm giác cái muốn rơi ra nhưng mà đi vào đây thì lại không thấy rơi. Bỏ đi thôi. Đó. Đấy, nó ép vào bên trong là nó giữ được. Con Meridia này thì thấy cái anh khách anh nói là đem đi đâu sửa ấy. Và là không sửa được ấy, thế nào ấy. Nên chúng ta sẽ nhìn này, ôi rồi bếp như này, liệu có sửa không? Nếu có sọc xa sọc sạch, tháo bung bét hết ra rồi mà. Đây chắc họ tự tháo chứ. Cái vị trí này là vị trí gì đây? Cái này bị thủng một lỗ này này. Cái này có cái tấm thanh nét của tivi đặt vào này. Các bạn test vi xử lý xem sống không? À, lỗi cầu chì các bạn ạ. Test xem vi xử lý sống không thì mình vẫn sửa được. Ok các bạn ạ. Xem nhá, xem nó có sống không nhá. Mình đang dùng cốc nguồn đang vặn ra được 5V rồi. Sau đó mình sẽ dí cho phát 5V này. Gần ở đây đâu 5V đâu, chả nhìn được nữa các bạn ạ. Chả biết chỗ nào nhỉ. Chả biết đâu là âm đâu là. Con này là ép mà đấy hết cả lũ rồi. Thôi ra vệ sinh đã. Mà phải test thử đã, đỡ mất công. Thì nó sẽ về một trong hai cái chiều về này đi. Không biết là cái nào. Nếu cầu chì cháy thì sẽ không. À, cứ lắp bên một bên cầu chì, bên này không được, lắp bên kia. Dòng chảy kín mạch ấy. Ở đây là dương này. Dương nó sẽ một dạ một vào. SMD đây này. Ba ra, đây ba ra này. Con IC7805 ấy. Kêu ok nhá. Ok, không chết. Để mình vệ sinh coi đã. Vừa đi vệ sinh qua về. Mình nhớ là bảo là cái anh khách này anh ấy bảo là đem ra thợ ở nhà sửa xong họ bảo là không sửa được hay là về dùng cái nó hỏng lại hay sao ấy. Mình thấy có thay IGBT này, có hàn IGBT rồi này. Chắc là cái thợ đó họ không chuyên bếp từ, họ chuyên tivi. Mình thấy có cái tấm led bịt cái lỗ kia nhỉ. Đấy, cháy cầu chì rồi. Chắc là chết công suất thôi. Đúng luôn nha. Để xem chết cầu không, con cầu diode này là hay chết phết đấy, cầu diode bé bé này 15A. Không chết rồi. Không chết thì tốt, chết là mình lại phải độ. Độ cầu diode to. Nó không chết các bạn ạ. Không ai sửa công chết công suất như bình thường đâu mà các bạn. Con IGBT zin bản của cái bếp Kangaroo này nó chạy con H15R1203 15A 1200V các bạn ạ. Chúng ta thay
H20R1203 thì càng ok, chịu lên 20A. Bởi vì cái con này khi nó chạy nó ăn có 6,5A thôi mà, 6,5 đến 6,7A thôi, chứ nó không được đến 7A luôn mọi người ạ. Về sau có một model thì anh Kangaroo anh cải tiến, anh chạy nó lên được cao hơn và nó chạy H20R. Để xem cái người thợ trước họ dùng con gì, mình đang nhìn có vẻ như con FGA25N120 đúng luôn. Và con FGA này, FGA mới mua trên thị trường thì chắc nhân bé tẹo đó. FN kìa, mình kỵ FN này cách đây mười mấy năm về trước luôn. FN FGA kìa. Nó tóm lại là linh kiện mới và nó là chất lượng tốt. Nếu chúng ta mua FGA25N120 mới chính hãng thì không sao, chạy ok đấy. Nhưng mà FGA này thì không ổn các bạn nhé. VR cũng gì thế. Con này là con cảm biến nhiệt thôi. Thấy họ cũng hàn tới. Mười ca khóa tĩnh này. Mười ca khóa tĩnh, 10 ôm dẫn sung ra. Nhìn như đen đen như muốn cháy hay là do nó bẩn? À chưa cháy đâu. Mà có đúng nó cháy không nhỉ? Nó sáng đen thế này mà. Đây này. Các bạn, như là nó cháy chứ. Đo như đang chập thì nó đo thế thôi chứ. Đấy, nó là 10 đấy. 100 đấy các bạn ạ, 100 tức là 10 đấy. Nó như là bị sám đen rồi đấy. Tí nữa để đo xem nó chết không thì nó đưa về hai con driver này nhá, kênh hai con đấy ra kiểm tra kênh luôn. Kênh luôn thì kênh một cái gì cũng được. Đây cho con này cũng được này. Cho ít nhựa thông vào, kênh cho nó dễ nhá, dùng con này kênh này. Chúng ta công kênh thật là vỡ nhá. Vỡ các bạn không có thay đâu, như mình thì có thay đấy. Đấy, một con. Đấy, hai con. Nó có keo dưới nên kênh hơi khó mà. Kênh kiểm tra xem nó có chết không nhá. Khi kênh được như thế rồi thì có thể đo xem con 10 ôm này nó có đứt, chết đứt chưa. Như vậy là nó không phải đâu, nó xỉn bẩn thôi. Kệ đó các bạn ạ. Mày đo thử xem con này chết đâu nhá. Đo con chăn thoại ngược trước này. BC này. BE này. Đo chăn ngược này, ta đảo lại này. BC này. BE này. Đo độ dò thang đo 10K này. Từ E sang C này. Nó tóm lại nó không chết các bạn ạ. Có độ dò này. Nói chung là không sao, chắc chỉ chiếc IGBT. Lắp lại chỗ này thôi. Kiểm tra tụ nữa thì cho cẩn thận các bạn nhé. Mình vừa dừng video để mình tìm IGBT và tháo lấy con cầu chì. Cầu chì do người ta câu dây đồng. Cầu chì vẫn tháo trên bo Kangaroo luôn. Nhưng mà IGBT đã tháo mất rồi nên thay tháo IGBT chỗ khác. Cầu chì 10A nhá các bạn. Con này chả đút qua được này. Chờ mình lắp cái cầu chì đấy, không đút qua được. Bong này. Đây là cầu chì tháo trên cái bo xác cũng của Kangaroo đấy các bạn.
Mình kiểm tra hai con tụ không sao nhé các bạn nhé. Cái bác thợ này bác ấy mua con IGBT mới mà còn chả có cả keo tản nhiệt thế này, đúng là họ không chuyên về sửa bếp từ, chắc là thợ sửa tivi. Nhưng mà sửa từ tivi thì cũng phải có keo tản nhiệt để sửa nguồn cái thứ chứ các bạn nhỉ. Chúng ta đã thấy nó có chữ QL ở đây này. Đó, nhìn đẹp bóng lắm, Inaze mà. Và mình đang thay con H20R nhá. Độc zin bản của nó thì y như cái con của mình này nhưng mà nó chỉ có chữ là H15 thôi các bạn ạ. Nên như vậy là khả năng là cái con IGBT mua ra máy này có khi nó còn rẻ tiền hơn mua con IGBT mới kia. Nhưng mà chất lượng thì lại còn ngon hơn nhiều. Đấy, chúng ta sửa chữa là người thợ chúng ta lên tính toán nhiều thứ. Tí keo tản nhiệt thôi mà. Nhưng mà nó rơi nó sập xuống đây rồi. Nó sập xuống đây nó khó đút vào đây hơn. Cái lắp này mình cắt đoạn đi. Đút vào được rồi. Con này mình đoán là đầu tiên nó là VR đang có vấn đề nên dòng ăn tăng. Làm chết công suất các bạn ạ. Hoặc là bản thân là cái đồ này đến lúc cái tự nó chết. Đây, hàn bám cái con chân e này sang cái chân này cái là chạy ngắt đấy các bạn ạ. Bởi vì là đi lên đây là R xăng từ đây sang đây mà. À, VR này. VR chỉnh hơi chéo này một chút này. Nha, mình thay luôn cả VR. VR mình thấy nó dỉ chân lắm. Thì VR mình cũng do mình có nhiều bo sát mà VR thì rất là mới. VR này khẳng định là không chết đâu. Bởi vì cái bo này là bo chưa sử dụng. Nhưng mà để theo thời gian đôi khi nó cũng sẽ hỏng đấy. Nhưng cứ thay nó vào. Cho mấy dầu nhớt vào, bền vô địch. Nếu mà bên Mỹ hoặc là bên châu Âu thì chẳng cần cho dầu nhớt đâu các bạn ạ. Chẳng qua bên Việt Nam này cái độ ẩm không khí nó quá cao nên nó thành phải cho dầu nhớt vào để nó bảo vệ chống bị rỉ. Đây mình ở ngoài Bắc này còn không bị rỉ nhiều đấy. Các bạn nào ở vùng miền Trung rìa biển là cứ gió biển nó thổi vào khi nó còn rỉ nhiều nữa. Các bạn ạ. Bởi vì cái gió nó có hơi biển, hơi muối, hơi biển mà. Đấy là mình đoán đấy thôi, còn chẳng biết có đúng không. Nên cái đồ điện tử ở trong khu đấy thì các hãng đôi khi họ còn chống ẩm, chống biếc tốt hơn khu ngoài này. Nhưng mà lắp xong lại cứ lệch lệch như này. Cho ít dầu nhớt này vào này. Tìm cái vặn, chả thấy cái vặn ở đâu nữa nhỉ. Đây, lấy cái này cũng vặn được này. Vặn qua vặn lại và vặn để đúng cái chỗ cũ. Cái chỗ như cái con VR vừa nãy. Đây con VR vừa nãy này nó như thế này. Thì để nó nằm ở chỗ này. Đó, như thế đi. Vặn giữa một chút. Rồi, lắp hoàn thiện nhá. Mâm này, mâm nhôm này các bạn ạ. Các bạn mà tăng lên 8A thì là mâm cháy đấy. Nên cứ để zin thôi. Quạt này. Ôi, cái cảm biến nhiệt nó rơi đâu mất nhỉ? Mà lúc mình đang đến đây, lúc mình tháo ra có thấy có cảm biến nhiệt đâu nhỉ? Các bạn nhỉ? Hình như là không có hay sao chứ? Nếu có thì nó nằm ở đây chứ các bạn. Ờ, đúng là mất cảm biến nhiệt thật. Cái cảm biến nhiệt giữa mâm này này. Đúng rồi, mình thấy mình rút ra chỉ có cái này thôi, còn cái này mất. Thôi này, phải tìm cái để chế nó vào thôi. Thôi đây, lấy cái này đi. Cái này chắc cũng ok đấy. Mình sửa bo, mình có cái này mình để đây để thỉnh thoảng mình thử mà. Này không có cảm biến nhiệt là nó chạy xong một lúc là nó báo lỗi đấy các bạn ạ. Và cái con này mình nhớ là mâm này nó có một cái gì đó để nó lưng cao lên cơ. Nó không thấp như này đâu. Nó bị rơi đâu hết rồi. Chả còn nữa các bạn ạ. Khổ. Mình nhớ là nó sẽ lưng cao lên trên cao này một chút này. Chứ không gần đây này đâu. Nó có ba cái nhựa trong chỗ này này. Con này phải đi tự chế thôi các bạn ạ.
khả năng cái model này SMD nó không có rồi, model ngày xưa mà chân cắm nghiền SMD rồi. Tại sao mình đoán không có? Bởi vì mình thấy cái bụi này, cái quạt này, có cái bụi nó nằm lên tận trên cao này. Nếu mà nó có cái nhựa nó úp vào đây thì bụi nó không nằm lên đây đâu. Đây là cái mẹo để phán đoán nhá các bạn nhá. Còn không biết là mình có phán đoán có chuẩn không hay là làm nhiều quá nó loạn đầu. Nghe điện thoại. Thì vì sửa công suất thì cắm qua bóng đèn xem nó lại sáng bóng để nó chập mất cái con cầu diốt không? Không các bạn nhé. Đấy, ok đấy. Đã bắt rồi. 6,4A. 6,6A. Hay là 7A cơ. Cao kinh. Cũng được các bạn nhá. Có lẽ là vặn về là thế đấy. Có lẽ là đời này là đời về sau rồi. Anh tăng lưu anh ấy khai thác 7A thật. Hơn 7A thật các bạn nhá. Còn đời ngày xưa chỉ 6,5 đến 6,7, 6,8A thôi. Hơn cứ kệ thôi. IGBT của mình xịn hơn chắc là ngon rồi các bạn nhá. Và qua video chúng ta thấy là cái người thợ trước ấy là họ đã sửa ok đấy, nhưng mà cái linh kiện của người họ chất lượng kém, hoặc là con VR nó hỏng, nó tăng chỉ số mà họ không có cái đồng hồ kiểm soát dòng ấy, là đôi khi là chết lại đấy các bạn nhé. Tiếp theo sửa cái gì nữa nhỉ? Cũng sửa bếp từ nhé, mình sẽ lôi một cái bếp từ đơn khác ra sửa. Con này kia nó ok rồi, mình chả cần thử nhiều đâu, bởi vì bản chất ấy là linh kiện của mình nó tốt và mình tìm được tận gốc nó hỏng và sửa thế này là ok. Và tất nhiên rủi ro lỗi thì lại bảo hành các bạn nhá. Tiếp theo sửa hai cái bo này cho một cái bác, chính là cái bác mà có cái máy đo khoảng cách của Bose mà nó mấy triệu ấy, 3 triệu, hơn 3 triệu cái máy đấy. Bác có cả hai cái bo này nữa này. Thì bo này thì mình nhìn nó hơi bị dỉ. Bo này chắc là của con Sunhouse, bếp Sunhouse chạy L531 này, nhưng con này hỏng nguồn cấp trước nhá. Cụ thể là lỗi IC này. IC nó tên như này, nhiều người muốn cười lắm, nhiều người cứ hỏi mình ấy là con IC tên như này thì thay con nào tương đương. Thì tên mã của nó rất nhiều kiểu tên. Nhưng mà chúng ta soi chức năng chân chúng ta biết được nó là vẫn là cốt lõi từ con Viper thôi. SH8302. SDH8302. Thì chúng ta sẽ nhìn chân nó này, mình đặt sang nhá. Chân 1 ở đây nhá. 1 2 này là mát là lối nhau này các bạn nhá. Đây là mạch hạ trực tiếp thôi. Các bạn ạ, dạng mạch nguồn dạng 2 đấy. Thì 5 6 7 8 nó là chân D này, đây là chân S thoát mát tốc độ dao động này. Chân 3 là chân FB này, có DZ tràn từ chân 4 sang này. Chân 4 là VC này, như vậy là chuẩn là Viper nhá. Nên 8 Viper là được thôi. Nên tên đôi khi mình chả quan tâm, mình toàn nhìn nó để mình xem nó là cái con gì. Con này phải test vi xử lý xem sống không, không lỡ lại chết vi xử lý. Nhiều trường hợp chết nguồn cấp trước làm sốc chết cả vi xử lý nhá mọi người nhá. Ghi sửa lại mất công mệt người. Đấy, nó cứ tháo ra dưới nó ghi chữ Viper 12A luôn các bạn ạ. Mình test vi xử lý cái đã. Này chiều về 1 trong 2 đi ấy nhá. Dương nó ở đâu? Chả nhìn thấy dương đâu, mà cái con này phải giao tiếp với con vỉ trên thì nó mới kêu được các bạn ạ. Giao tiếp vỉ trên này này. Hình như thế, mình không nhớ nữa. Giao tiếp ở trên thì mình biết đây là tụ lọc này. Mình đây là dương này, cấp vào luôn. Đấy, có tít rồi. Có on lên được rồi. Ok. Sửa nguồn là chạy được các bạn nhá. Sửa nguồn phải xem con VR, con VR hơi dỉ. Thì mình đã tháo được con IC ra rồi này, bây giờ mình sẽ đo đạc qua một chút nhá. Đo đạc qua một chút xem nó còn chết cái gì không. Cầu trì chắc chắn không cháy được, bởi vì lỗ IC đấy thì nó chỉ cháy con điện trở cầu trì thôi. Con điện trở cầu trì đây này, 22 ohm này, đã cháy nhá. Thay cả cầu trì, điện trở cầu trì nhá.
Tiếp theo kiểm tra hai con đĩa này đi, đôi khi nó cũng chết chết đấy, chết một con này, chả chết con nào cả. Ok. Tiếp theo kiểm tra con DZ bằng cách là để thang đo 10K, đo phát từ âm từ K sang A này. Nó lạp tụ 104 thôi, do đó không sao các bạn nhé. Nhưng mà tụ 104 lạp gì mà kinh đấy nhỉ, có tụ 104 đâu mà. Ok, kệ đi, nó làm cả cái gì nữa ấy. Như vậy là không lỗi. Bây giờ thay viper thôi nha. Thay cái viper và thay con điện trở cầu chì. Nào, có thể cứu được cái bo này. Nhiều trường hợp là nó cũng chả mấy khi nó chết viper mà nó lỗ, nó hỏng được nguồn mạch ngùa cái pin áp đâu, quận L đâu. Đây là bo bằng nguồn dạng 2 dạng 1 này. Rất xịn luôn. Như vậy là các bạn xem video của mình ấy, là mình tàn cứ lấy từ cái con bỏ đi nắp sang con sống, nắp sang con đang chết. Nhưng thực tế là các bạn mua linh kiện trên thị trường chưa chắc đã ngon bằng cái linh kiện mà mình đang tháo trên cái bò ra các bạn ạ. Nhiều khi nó thế đấy các bạn. Tất nhiên là mình chả có bo xác thì bắt buộc mình phải mua mới thôi. Và mình mua thì mình kiểu gì mình cũng phải chọn chính hãng, chứ mình chả dám chọn loại lầm lầm đâu các bạn ạ. Bởi vì con viper này nó rẻ mà. Mua chính hãng thì nó chỉ rơi vào trên dưới 10k thôi. Tầm đấy có khi 6k rồi. Trước Covid, hồi Covid mình có mua một lô viper 22A của bên Trung Quốc, bên Tàu ấy. Với giá chả biết mấy k một con nhỉ. Về con nắp con được con không, thế nào bây giờ mình chán mình vứt được kia, mình chả dùng nó nữa. Có khi lắp nó vẫn chạy đây, nhưng mà mình thấy nó lởm nên mình chả dùng nữa. Vì sửa mang tiếng. Cứ lắp đồ chính hãng này cho nó xịn. Lấy tiền nó yên tâm các bạn ạ. Tiền thì khách chịu hết. Tất nhiên là những người ta thợ, người ta mà dùng những con IC mà vài lởm ấy, thì tiền công của họ sẽ cao hơn. Nhưng cao hơn được có vài ca đồng, ca thì đáng bao nhiêu. Nhưng mà để mang tiếng này hỏng lại. Trừ trường hợp là chả mua được chính hãng thì phải chịu thôi các bạn. Mua được thì ok. Đấy, đây cái dây test thử ra xem có nguồn chưa nhá. Cắm qua cái bóng đèn 100W đi hoặc 60W được. Để khi có chập thì nó sáng cái bóng đấy. Nếu mà tụ bù 2mm hoặc là 5mm lớn quá thì tháo bỏ nó đi các bạn ạ. Tụ bù là tụ nào, là cái tụ này này, đấu song song với hai dây AC vào, tất nhiên là đi qua cổ chì. Lắp đúng chiều chưa? Ok rồi nhá. Thì trước khi ghim thì mình sẽ đo đến áp đầu ra phát, sau đó mình ghim để có sự cố mình rút ra luôn. Mình toàn thế thôi các bạn ạ. Thì đầu ra này, dòng chảy từ D này sang S này, đi qua quận L phát ra đây ta sẽ thu được luôn. Đây là trên con tủ này này, trên con tủ chỗ này này nha. Kìm điện nha. Đấy, ra là ok luôn. Chết đúng hai con rồi mà. Nhưng mà về bảo họ kiểm tra quạt. Kiểm tra quạt, đây là quận ký sinh tạo ra cái nguồn cho chân in của 7805 này. Nhưng tại sao mình đo lại âm nhỉ? À đúng rồi, mình đang lấy mát ngược. Lấy mát tại chân EIGBT đi. Đấy, 10V này. Xây chân in ra chân out đây này. 5V đấy. Và nó không kêu nhé. Nhiều trường hợp nó lỗ con IC đấy là do quạt chập các bạn ạ. Nên đôi khi sửa xong là phải bảo khách về kiểm tra quạt. Không thì này, nó lại lỗ lại nhá mọi người ạ. Nên là đem cả nó đem cả bếp tiến đến thì mình kiểm tra được luôn. Đây mình ghim điện nhá. Đấy, tít ok này, bật on này. Báo lỗi giờ mà. Ok nhá, con này mình kiểm tra con VR một chút nữa, sau đó là sẽ chuyển sang con kia xem bị sao. Con này con một chân VR bỏ trống. Không dính nhau. VR vẫn đo được 212 ohm kệ thôi các bạn nhá. Như vậy là sau một con, nhưng con này phải bảo khách là kiểm tra quạt.
test xem sang con này xem nó bị sao. Vì nó sửa nguồn cấp trước nên mình cũng chả test thử xem bắt nồi thứ gì không các bạn nhá. Con này BOSK mình quen lắm. Nhưng mà chắc là công suất nhỏ. Nhìn này. Như là của Kangaroo ấy các bạn nhỉ. À con này của thằng Good Sun hay là Sun Hao ấy, nhu mấy bé này. Và con này là trên này là con chip lập trình nhá. Đấy. Con chip S gì giống của thằng gì nhỉ? Thằng Psycho ấy là nó có lập trình đấy các bạn ạ. Mục đích của nó là chỉ quét led và phím thôi mà nó có phím lập trình ấy. Ngày xưa mình thời mình sửa cho quán lẩu nó liên bị loạn, cứ bấm chạy toàn loạn, nhảy loạn linh tinh là do con chip này nó lỗi. Thì con này chưa biết nó bị gì. Không lấy cháy cổ chì. Nên ghi thử cái xem thế nào. Cổ chì đây này các bạn này. Cổ chì nó làm cái dây di này nhá. Máy in nhỏ. 10 giờ rồi, sắp đến giờ đi đón học các bạn ạ. Rìu điện nhá, vẫn còn bóng đèn thôi. Như vậy là chết nguồn. À đấy vẫn lên. Thế này chả biết là bị sao. À liệt phím. Liệt phím thôi. Bấm được rồi, bấm thì khó bấm. À nháy mất, nháy mất. À, bệnh hay đây các bạn. Ây giời, đang ăn mấy oát nhìn là đang chập ở đâu ấy. Các bạn nhá. Các bạn thấy nó chập chờn không? Ăn hai máy oát này kiểu chạy nhấp nhả ấy. Xem nguồn 5V nhá. Đấy, nguồn 5V tụt rất thấp các bạn nhá. Xem nguồn 18V đâu ấy nhỉ. Đây là chân in này. Đấy, tại chân in nó rất là thấp và nó ăn dòng rất cao nhé. Tận 2, mấy watt luôn. Đây chắc là đây là nguồn 18V này. 18V được có 7V thôi. Như vậy là lỗi nguồn. Phím hơi khó bấm nữa thôi. Để xem coi IC có nóng không. Ui dồi ôi, IC nóng gian, nóng bóng luôn ấy. Nóng dã man luôn đấy các bạn ạ. Thằng nào mình thấy nó ăn dòng cao nhé. Đây mình cho mọi người tham khảo lại nhé. Để tí nữa khi sửa xong thì nó sẽ ăn dòng hết. Cái 0,4W này là do cái bộ này thôi. Thỉnh thoảng nó hiển thị thế nhá. Mình ghi điện này. Nó là lên 5W nhé. Đó, cứ chạy ngắt lên 5W này. Đấy, cao đến thôi không rồi nữa, không phải chết con IC kia. Các bạn ạ, đây là mình cả hạ trực tiếp thôi. Thì bây giờ là test xem chạm ở đâu. Rút cái này ra rồi. Thử. Nó vẫn chập ở dưới nhá, vẫn ăn đến tận 4W, 5W kìa, nó lại chập ở dưới các bạn ạ. Thì cái gì gây chập như thế, làm con này nóng bỏng luôn đấy. Nóng bỏng dã man luôn đấy các bạn. Con này không nóng. Bây giờ bắt đầu mình sẽ tìm hiểu nguyên nhân tại sao nó nóng nhá. Mình sẽ dùng cấp nguồn của mình sẽ chỉnh. Để mình sẽ đo thử xem cái nguồn nào nó đang bị chập. Cho nó về mát này thì về đây đi, chứ biết mát ở đâu mà. Nó ghi cái 5V ở đây này. Xem nguồn 5V xem nó có bị chạm không. Ăn có 0,01 thôi. Như vậy là không phải nguồn 5V rồi. Nguồn 18V thì cứ vặn lên. Đang dùng cấp nguồn nhỏ được lên 16V thôi. Cũng 0,01 thôi. Như vậy là sẽ tám vào IC thật. Đôi khi IC lỗi không. Các bạn ạ. À, bây giờ cấp theo kiểu này nữa. Cấp 10V là chân đi từ 18,5 đi. Mà chính là con tụ này là chỉnh như ra này. Nó chỉ ăn 0,01 thôi. Và như này thì mình sẽ ra được 5V đấy các bạn ạ. Và nó có khi nó cũng kêu cho mình xem này. Giao tiếp trên nó mới kêu rồi. Đấy. Ăn có 0,01A thôi. Thay cả phím nữa mà các bạn. Có ăn có 0,02 thôi. Như vậy là 7805 này chắc không lỗi. Một là chập quần L này, biến áp này. Hai là IC tự chết theo kiểu như thế các bạn nhá. Đấy, ra làm vuông đẹp cực kỳ luôn. Như vậy 7805 chập không sao đâu nhá. Mình đang cấp trước nó là 10V mà. Chân in 7805 ấy. Đó.
đo thử phóng lạp tụ một chút. Tôi gần lên nhá. Áp trực tiếp 300V này. Chả có độ phóng nạp gì. Có tích nhỏ 4,7 nữa mà. 300V đi qua 1,2 này. Đi qua quận L từ đây sang đây, đây ta sẽ thu được 18V luôn, đi qua dây G này. Lọc trên con tụ này này. Lọc trên con tụ nào nhỉ? Các bạn cho mình nhìn. Vừa lại có việc đột xuất này, nghỉ dừng lại mấy chục phút. Thì đây là chúng ta sẽ nhìn này, từ đây này đi sang đây, đi qua dây G này, lọc như này, đó. Lọc về âm của 300V, à, âm của tụ lọc 300V này, tức là mát toàn mạch ấy. Thì đây nó lọc trên con tụ này nha. Đo vẫn kích xả ok nha. Tóm lại là mình phát hiện ra là mình dùng cấp nguồn mình cấp ấy, thì là đường 5V không chập, đường 18V không chập. Thì bây giờ chỉ đấm vào con này, hoặc con L thôi, hoặc là con này đang bị chập, đang bị chập biến áp ấy các bạn ạ. Thì bây giờ thay thử IC trước nhá. Mình sẽ thay thử IC trước. Mình cứ bị ngặt mũi các bạn ạ. Thuốc mất tác dụng rồi. À đây là con IC lỗ. Tháo IC ra đo thử qua một cái. Từ 4 sang 3 là có diốt này. Không chập đâu các bạn ạ. Từ 3 sang 4 này. Con DZ này các bạn nhé. Mình sẽ thay một con CHK D012 nha, vừa nhặt trong đống đồ của mình. Thay mà nó được thì là do con IC gây lỗi. Còn nó vẫn nóng và không được ấy, thì là mình sẽ kiểm tra đến biến áp hay là gọi là quận L các bạn nhé. Thì con IC kia không chết thì lại cất đi. Mà chả biết con IC này có sống không ấy. Chắc là sống, mình vứt trong đống đồ của mình chắc là sống. Còn nó hỏng thì mình sẽ ném đi rồi. Mới bật thì nó lại lên được, sau đó một lúc sau nó mới bị cơ. Anh em xem dòng ăn nhá. Mình đo nguồn ra nhá. Đo giữa đây, chân e con mở quạt và đây nhá. Kim điện này, chúng ta nhìn xem dòng ăn nó như nào nhá. Nó vẫn thế, các bạn thấy không? Nó vẫn cao như thế, như vậy là biến áp rồi. Để tí về thay biến áp. Giờ để đến giờ đi đón học đã. 10:30 nó tàn. Mình vò mình lục vỡ hết rồi, mình cứ vứt ví dưới chân mình có. Mình có dẫm ấy, mình tháo trên cái bo hình như là của thằng kangaroo nhá. Phải tháo biến áp của đúng mạch biến áp là hạ áp trực tiếp nhá. Chứ cái biến áp này của mình rất nhiều, mình mới này nhưng mà không dùng được đâu, bởi vì đây là mạch nguồn dạng 1, còn đây là mạch nguồn dạng 2. Các bạn hiểu là dạng 1 dạng 2 là như thế nào rồi, nó sẽ khác nhau đấy các bạn ạ. Thì con này hợp này, nhưng chả biết nó còn sống không, mình nghĩ là còn sống. Nó gãy hết, mình vừa phải cạy để mình xem chiều xem có đúng không nhá. Ok đấy, không sai đâu. Chiều quấn thuận hay ngược ấy, tóm lại nó theo một cái chuẩn. Theo chuẩn giống nhau đấy các bạn ạ. Nếu mà nắp nó khác thì chúng ta phải đảo chân đấy. Ngày xưa thôi, còn bây giờ thì các hãng biết từ này họ về một cái chuẩn thông số biến áp nó như thế này. Mà nó ghi chữ E bao nhiêu, E10 đấy, khả năng con này cũng thế đấy các bạn ạ. Nhưng mà con này là mình do mình vứt. Chân tay cứ dẫm, tìm đồ cứ dẫm nó lại. Thì nó đang cong vênh hết này. Hy vọng là nó được. Không được này phải tìm con khác. Đo thì vẫn thấy thông, chưa bị đứt các bạn ạ. Nhiều con này vỡ lát hết cả ferrite rồi. Mình cứ dẫm ở dưới chân mình ấy.
Đây, có cái nhà to mà để được. Để được đồ nó thì tốt. Anh em đã thay biến áp nhé. Và bây giờ test thử xem nó còn nóng nữa không. Và nó có, vừa nãy nó vẫn ra đủ 19V này nhưng nó nóng lắm. Như là ăn tải ở đâu ấy. Kiểu như biến áp nó chạm nó đốt hết từ trường ấy. Cũng đo như vừa nãy nha, đây là âm này. Còn đây là dương ra nhá. Đầu ghim điện nha, chúng ta xem dòng ăn có thể 4W, 5W như vừa nãy không nhá. Chúng ta sẽ thấy bây giờ nó về không rồi. Nó chả còn watt nào nữa cả, tức là nó đã ngon nhá. Nó 19V loại đẹp nhá. Đấy, chúng ta sẽ thấy là đây là một con biến áp rất đẹp và mới nhá, không phải chết đứt mà nó là chết chập bên trong. Có khi nó lại dò nó chập cả sang, tí nữa mình đo thử. Khi nó chập sang cái đường ký sinh, mình gọi là ký sinh để tạo ra cái nguồn 10V đấy các bạn ạ. Thì đây là 18V ra này, nó tới chân quạt này nha. Rồi mình nếu mình đo tại chân 4 của nó thì này gấp đôi lên đấy. Bởi vì là cái GND của nó là khác mà. Đó, không phải đâu. Sau đó là cái được chỉnh lưu qua con diode này, ta sẽ được khoảng 10V này, 11V này. Cho chân in 785 sẽ hạ ra 5V nhé, ok nhé. Như vậy là con này chập biến áp. IC không chết, IC đâu nhỉ, được cất đi. IC đây à. IC của nó cũng CSKD012. Các bạn ạ, ôi sao mình lại thay giống hệt nhau luôn. Các bạn ạ, ok kệ thôi, thực ra nó vẫn là chỉ là Viper 12A thôi mà. IC không chết cũng cất đi. Con này thay cho họ cái nút on up nữa, nút on up khó bấm. Và tí nữa đổ silicone 74 giữ cái biến áp này, như là nó mình dẫm chân ấy. Đây này, chúng ta sẽ nhìn này, nó không ăn dòng áp cao như vừa nãy nữa nhá. Đó, nó chỉ có 0,5W thôi. On lên này, chạy này thì nó lên được 0,4W thôi. Tất nhiên có quạt thì nó sẽ tăng lên nữa đấy các bạn nhá. Nhưng không thể vừa nãy. Và bây giờ đo thử. Đo thử cái biến áp. Cái biến áp xem chạm chập thế nào đâu nhỉ, mình lại để cái biến áp nó rơi đâu mất rồi. Lôi quy đi đâu lại, chả biết nó đâu nữa chứ đấy. Đây đây đây. Chúng ta cứ hiểu hôm nay là cái cuộn dây nó bị chập bên trong. Thì con IC nó vẫn FB được ra nguồn ok đấy, nhưng mà nó tốt hết từ trường. Do đó mà dòng chảy qua IC rất là lớn. Do đó nó sẽ sinh nhiệt và nó nóng các bạn nhá, và để lâu có thể nó sẽ chết. Và cái con IC này thì có khi nó nóng lên nó bảo vệ quá nhiệt đấy, bởi vì thằng Viper nó thế các bạn ạ. Chứ nếu mà nóng quá thì đôi khi nó nổ. Cái con này buồn cười nhờ, hiển thị nó như này mà nó chả báo lỗi gì cả nhờ các bạn. Nó lại buồn cười đấy nhỉ, chả bấm được cái gì nữa này. Để tí kiểm tra phím các bạn ạ, kệ nó luôn. Đây là nguồn tạo ra 18V này, đây tại nguồn ra 9 hay 10V này, xem nó có chập vào nhau không. Không chập các bạn ạ. Như vậy là nó không chập, nhưng mà nó đã bị đoạn mạch từ trường bên trong rồi. Đây này, có độ dò này các bạn, có độ dò sang nhau rồi này, có độ dò sang nhau chứ. Đó là biến áp chết nhá, nên dẫn tới bị ban như thế nhá. Như vậy thôi, còn video thì kết thúc, video quá dài rồi vì sửa nhiều thứ các bạn ạ. Con này thì mình sẽ thay cho một vài cái phím nữa. Chào mọi người nhá.